này thiện hiện vì đại bồ tát ấy khi hành pháp không quên mất quán pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được nên được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm khi hành tánh luôn luôn xả quán tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt được nên được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm này thiện hiện vì đại bồ tát ấy khi hành tất cả pháp môn đà la ni quán tất cả pháp môn đà la ni chẳng thể nắm bắt được nên được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm khi hành tất cả Pháp Môn Tam Ma Địa Quán tất cả Pháp Môn Tam Ma Địa Chẳng thể nắm bắt được Nên được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm Này thiện hiện Vì Đại Bồ Tát ấy Khi hành trí nhất thiết Quán trí nhất thiết Chẳng thể nắm bắt được Nên được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm Khi hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được, nên được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm. Lại nữa thiện hiện, chư Phật quá khứ vị la hiện tại, vì như sắc chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Như thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại vì như nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Như nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại vì như sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Như thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, vì như nhãn giới chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, như nhĩ tĩ thể thân ý giới chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại vì như sắc giới chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, như thanh hương vị xúc pháp giới chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy này thiện hiện chư Phật quá khứ vị la hiện tại vì như nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy như nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy này thiện hiện chư Phật quá khứ vị la hiện tại vì như nhãn xúc chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy như nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, vì như các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Như các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, vì như địa giới chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy như thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm đại bồ tát ấy